Kính chào quý vị và các bạn, trong hôm nay cũng như là 2 ngày tới, thời tiết tại các tỉnh thành ở phía Đông Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây và sương mù. Kèm theo đó là hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng sớm sẽ làm cho tầm nhìn xa hạn chế, đường xá trơn trượt. Do đó quý vị cần chú ý kiểm tra các thiết bị còi, đèn chiếu sáng và lưu thông với tốc độ vừa phải để đảm bảo an toàn khi tham gia lưu thông vào thời điểm này. Về nhiệt độ, nền nhiệt độ trên khu vực vẫn trên đà tăng nhẹ, dao động từ 20 đến 29 độ. Còn đối với khu vực phía Tây Bắc Bộ, do chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam nên chỉ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều đôi lúc trời hửng nắng với nhiệt độ có phần cao hơn so với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong cả 3 ngày tới. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 đến 30 độ. Dự báo tại Hà Nội từ 12 đến 14 tháng 4 tiếp tục có mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù vào đêm và sáng, trời nồm ẩm kéo dài. Từ chiều tối ngày 14 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4, miền Bắc chuyển mưa dông rải rác, trời hửng nắng, mưa phùn tạm chấm dứt. Cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu nên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 12 tháng 4 là từ 29 đến 32 độ. Sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng đều trên toàn khu vực, riêng một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây, nhiệt độ có thể đạt mức từ 31 đến 34 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh còn lại thuộc khu vực Trung Bộ, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào cho khu vực nên trạng thái có nắng với cường độ vừa phải sẽ tiếp tục chi phối thời tiết nơi đây. Dự báo nền nhiệt độ trong 3 ngày tới trên khu vực khá ổn định với mức nhiệt cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì đến ngày 14 tháng 4 ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ đêm 14 tháng 4, khu vực này chuyển mưa dông rải rác. Tại vùng cao Tây Nguyên trong hôm nay và 2 ngày tới, trời chủ yếu là không mưa, ngày có nắng về đêm và sáng sớm. Trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 23 độ và mức nhiệt độ vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều từ thứ ba từ 30 đến 33 độ. Đến với các tỉnh thành Nam Bộ trong hôm nay và 2 ngày tới tiếp tục không mưa, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây với nhiệt độ ở đây vẫn là cao nhất trên cả nước với mức nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Dự báo nắng nóng còn có thể kéo dài đến ngày 15 tháng 4 tại Đông Nam Bộ. Trong ngày 15 đến ngày 18 tháng 4, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.